Lâm xin chào tất cả mọi người. Ngày hôm nay là ngày 30 tháng 4, là coi như là ngày quay đầu tiên trong một cái lịch trình quay bộ phim Ai Chết Giơ Tay. Tất cả mọi người đang trong cái giai đoạn ổn định lại cái bóp kịch hiệp 2. Thì từ sáng tới giờ là cũng trễ tiến độ khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ rồi. Nhưng mà cũng là một điều đương nhiên thôi, là bởi vì đây là ngày đầu tiên bấm máy, cho nên là mọi thứ cần vào một sự ổn định. Một khi nó ổn định thì mọi thứ nó sẽ đâu vào đó hơn, nó sẽ kịp tiến độ hơn. Thì tạo hình của Lập đã xong. Ở trong kia thì ông Vũ, Nguyễn Du, Liên Thanh đang make up. Và bây giờ cảm giác rất là hào hứng, tuy là hồi tối là cũng hơi bị mất ngủ, cứ trằn trọc hoài không ngồi. Nhưng mà cái những cái tính khí mình nó vậy đó. Ví dụ mà vô cái guồng làm công việc rồi mình không biết mệt là gì, quay xong xuôi nó thì mình không biết mệt sao. Thì bây giờ đây là có bối cảnh chung, bối cảnh chính của bộ phim, đó là quán cà phê 1985 ở Long Xuyên, quán cà phê rất là nổi tiếng. Và hy vọng rằng là với cái khung cảnh này sẽ rất là mang nhiều cái cảm xúc, thì có không khí ma mị đến cho tất cả mọi người trong phim này nhất cho tay. Và đây là một cái studio rất dễ thương. Nói chung là quay ở quê nhà rất là cảm giác rất là phấn khởi, rất là vui, là bởi vì mình mang những cái hình ảnh, một cái bầu không khí của quê hương của mình đến cho tất cả mọi người. Thì mẹ của Lập đang ngồi ăn kia, thì lát nữa Lập sẽ giới thiệu mẹ của Lập cho tất cả mọi người biết nha. Quay và bây giờ là 4 giờ sáng, quay phân đoạn thứ hai của tập 1, phân đoạn đầu tiên, cho nên là mình rất kỹ, cũng rất là đẹp. Và bây giờ là cuối ngày rồi, cái lạc mình hạ bá rồi, xuống sắc, xuống màu, xuống mẫu lẫn rồi, một cái điểm nó sẽ xuống hết trơn rồi. Nhưng mà thôi, quay ráng tươi để quay với phân đoạn thật đầu phim cho tất cả mọi người xem. Lập ngon hả? Đau chưa? Chưa. Đang học nguyên một cái câu chú nè, phải học thuộc lòng nè, trả bài nha. Đến giờ lại lên, bây giờ là giây phút lộng lẫy huy hoàng. Sống là phải biết trước, biết sau, biết vui, biết cực, biết trong, biết ngoài, biết ngày, biết con, biết tròn, biết khuyết. Cung kính các chi vị tám phương chín hướng, trên dưới đôi bên của quyền gia phả, của quyền gia phả linh ấn độ trì, linh ấn độ trì gì ta. Chú gì mà dài có gì, mình sẽ kịch bản nha. A linh ấn độ trì, trước sau toàn diện đôi bên tròn trị, trong ngoài diện nguyên. Linh ấn độ trì, linh ấn độ trì, ba linh ba nó nghe là đồng không? Hai bên tròn trịa, trong mà ngoài vẹn nguyên, bình an vô sự. Bữa mai bữa nay quay cảnh phòng thờ ảm đạm quá ha, có một mình một hai người lên quay. Em mắc quay lắm rồi, em thuộc bài lắm rồi, cho anh trả bài đi. Chúng ta bắt đầu quay cảnh phòng thờ, một trong phòng đoạn đầu tiên của phim. Đã đặt, cứ đặt lã đi, cái câu đầu đó em sẽ lạc lên trên xuống lên xuống lên xuống ba ba ba. Quay cái gì nó thấy bồ nồi, quay cái gì không biết, khổ ghê. Ăn nhang không no. Ra ngoài cho má cái được. Lên thiên ứng mua thuận gió quà. Ê ba, em đố ba xuống này. Ba, hai, một, chết. Đúng rồi. Cái rồi, cái đi, cái vô rồi, cái trời ơi,
75 chú tóe nước trong người con. Chưa bảo gì nghe mấy tấm đồ. Biết rồi có ma chưa? Đó mua trang sức phong thủy hay thay đổi, hay muốn thay đổi vận mệnh, ai đó muốn mua trang sức phong thủy hay thay đổi vận mệnh, ai muốn gì giơ tay. Anh giúp em với anh làm vô cà chung luôn ra đó. Anh ơi, lên anh ơi, giúp em. Rồi, rehearsal các anh. 3, 2, 1, diễn. Ai đó muốn mua chồng. 2, 3. Ai đó muốn mua chồng phong thủy, thay đổi vận mệnh, gia đạo, tình duyên. Nói chung, ai muốn gì, giơ tay. Gì vậy? Chị Liên Thắng sao mà em khóc dữ vậy? Phía sau lưng là trường trung học phổ thông chuyên Ngọc Hầu, là trường cấp 3 của Lâm. Bây giờ thì đánh là quay ở công viên 8 tháng 3, có cái cầu Hoàng Diệu với lại trường trung học phổ thông chuyên Ngọc Hầu, có nghĩa là hình ảnh đặc trưng nhất của Long Xuyên. Và hy vọng là quay sớm là lát nữa ra nó ra về học sinh mà nó ùa đang ở là đâu rồi. Rồi 2, 3, hai chết cho tay. Cái này nó còn lố hơn đó. Thì gọi giá đâu. Đó luôn. Hồi xưa là ngay cái chỗ này luôn, ngay cái ghế này luôn là
Lập với lại Quý Nhi có quay một cái bộ phim mà thời của đại học, mà cái bộ phim là Nhật Ký Máu mà bị nguyên một trường bắt rồi bêu riếu không bêu tên ma. Trước bị mà công mời công an mời công an làm gì luôn là ngồi đúng cái ghế nào. Rồi bây giờ là khoảng chừng mấy năm sau là quay trở lại và quay đúng trên cái ghế băng đá này luôn, ngay cảnh này luôn. Hồi xưa là quay cái cảnh ngồi đây là đang ngồi make up, còn bữa nay là quay cái cảnh là đang đi shopping mua đồ mua vòng. Nói chung là không có dạy nào có nết hết trơn. Trường học đối diện luôn, trường học ở đối diện. Đây chọn cái công viên này là rất là thích hợp để mà có thể mang hình ảnh của Long Xuyên lên trên phim. Oh. Lập đang có mặt tại chợ Mỹ Quý, coi như là một cái chợ kế bên nhà của Lập luôn, nên là sát kế bên đây một căn là nhà của mình. Và quay một cái phân đoạn, một trong những phân đoạn đầu tiên trong phim của tập 1. Và đang quay cái cảnh như là cầu cô hồn, hoặc là kiếm con gấu. Thì tất cả mọi người dân ở đây cũng rất là hiếu kỳ và tập trung đây. Cũng có mấy cô, mấy gì nó cũng mở là coi như là hết tất cả những dòng họ bên ngoài của Lập tập ở đây để mà coi những cái buổi quay phim này rất là vui. Và bây giờ cũng rất là khuya rồi, ngày hôm nay chậm tiến độ khá là chậm chậm, nhưng mà mọi người rất là cố gắng để mà có thể hoàn thành xong 3 phân đoạn cuối cùng trong ngày hôm nay. Có thể rằng là bữa nay hiện tại bây giờ là 11 giờ hơn rồi, chắc có thể là khoảng tầm 1 đến 2 giờ sáng mới xong. Bây giờ mình có thể xong sớm hơn và ngày mai là còn tới 13 phân đoạn, 13 14 phân đoạn gì đó. Dạ, xin chào mọi người, mình là Nguyên Lê Nhân. Thì hôm nay là Lê Nhân có một cái hai phân cảnh duy nhất ở trong cái bộ web drama của Lập này, đó là cái phân cảnh đêm. Thì tụi Nhân đang set up để quay cái phân cảnh này. Thì chuẩn bị vô thì Nhân đóng vai một ông bán rau. Ông bán rau rất là mê bóng đá và rất là ghét bị làm mồm. Sao ta? Lúc mà thay đồ xong mọi người không có, ủa tuần này không có giả gái hả? Tại vì lần nào đóng phim cũng giả gái hết trơn á, cho nên bây giờ mọi người mặc định là Nhân sẽ giả gái đóng phim. Bây giờ cái giờ này đóng con trai thì mọi người rất là ngạc nhiên, tại Nhân đóng con trai. Rồi bây giờ mọi người coi Nhân đóng vai con trai thì sao nha. Mình đang rất là phơi phới, mình không có tâm lý nặng nề. Lêu lêu bạn bên đây, tâm lý phải khóc. Lêu lêu. Để tập trung. Tập trung đi. Hồi sáng là đâu. Một cảnh rồi. Tôi đâu có nói gì đâu. Thì bây giờ tôi không có tâm lý, giờ tôi nói tôi không có tâm lý gì đâu. Lêu lêu. Khóc đi. Khóc đi. Ok, lúc ở kia đúng một câu. Đấy. Rồi, các anh ngoài chạy vô. Nó bảo tình trạng được đâu. Dạ. Không làm gì vậy? Không có gì đâu, buồn ngủ. Bây giờ nó cứ là tỉnh lắm rồi. Ôi, hơi mệt rồi. Ủa, tao mỏi miệng hay tôi ăn luôn á. Muốn chết em muốn ná mà cũng đó. Em mỏi miệng quá mày ha. Cái tưởng là em là phóng viên của phỏng vấn này mà em gần ngủ mà anh buồn ngủ mình nói chuyện còn ngáp không? À, không biết là làm việc giữa giờ khuya như vậy thì làm với lại đoàn mình làm với lại đoàn mình cách nghĩa như vậy thì mình sẽ làm việc như thế nào? Nói chung là làm thì cũng tỉnh táo hơn. Là
lấy mà. Đó, mọi người đang mà rồi giờ nghe nè. Vô vô. Gì bỏ đồ không chứ. Không có nội dung. Thể hiện rõ cái tinh thần lúc này thôi nè. Chạy ra chỗ chắc là cũng đang hỏi luôn không anh? À, nghe là chia sẻ vậy. Rồi quay quay. Quên vậy rồi. Dù gì tôi cũng là người lớn ở đây. Thằng Lâm cũng nhịn đi. Nó đang xỉn. Lâm nhịn đi. Lâm nhịn đi, em cũng cầu á. Lâm này nhịn đi. Nó xỉn mình kiếm chuyện nó làm gì. Rồi thì cái chuyện tao đi đâu là chuyện của tao. Mắc mớ thì ngồi đánh tao. Mắc chi với mai quỷ vậy. Chuyện tao đi đâu là chuyện của tao. Xin chào mừng quý vị và các bạn đang đến với phim trường của bộ phim Ai Chết Giơ Tay, một bộ phim của đạo diễn trẻ Quỳnh Lâm. Anh đâm đầu vào lan can. Dạ, sẽ vẽ lại.
hai ba người quen nói đúng không? Giờ mới đáp đó là nghiệp của mày đó. Đâu rồi, đầu tư bạn ghê luôn. Chuyện gì đang xảy ra trong nhà mình vậy con?